Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tuần 20 trang 12 đến trang 17. Sách Chân Trời Sáng Tạo, bài 4, Bên Cửa Sổ, sách giáo khoa trang 21. Bài tập số 1, nghe viết bên cửa sổ từ đầu đến với Hà. Thì ở bài tập số 1 này các em có thể là nhờ người thân hoặc là bạn bè đọc cho các em nghe để các em viết một đoạn từ đầu đến với Hà trong bài tập đọc bên cửa sổ. Rồi sau đó các em sẽ kiểm tra là lỗi chính tả của mình. Rồi bây giờ tiếp theo sẽ là bài tập số 2, viết tên 2 đến 3 đường phố hoặc làng xã mà em biết. Thì ở bài tập số 2 này chúng ta sẽ viết tên những con đường hoặc là tên những cái làng hoặc là xã mà em biết. Nếu mà các em không biết thì các em có thể hỏi người thân. Thì ở thường thì ở thành phố thị xã thì ở trên những cái con đường, ở trên những cái ngã tư thì sẽ có những cái bảng tên màu xanh sẽ viết tên con đường. Ở thành phố thì như vậy, còn ở làng quê, ở những cái vùng quê thì thường sẽ có tên làng hoặc tên xã. Nếu mà các em biết thì các em sẽ điền, còn không biết thì các em có thể nhờ người thân. Thì ở đây cô ví dụ như là đường Xuân Thủy, đường Hồ Tùng Mậu, phố Huế, vân vân. Còn làng thì ví dụ như làng Sát Cầu, làng Hà Hội, xã thì có xã Thuận Sơn. Em ở xã nào thì các em sẽ điền vào xã đó. Rồi ở nơi em ở thì có những con đường, thì các em sẽ ghi tên đường. Nếu mà làng thì các em sẽ đi tên làng, và xã thì các em sẽ ghi tên xã. Rồi tiếp theo bài tập số 3, viết 2 đến 3 từ ngữ chứa tiếng E bắt đầu bằng chữ chờ hoặc là chữ tr có nghĩa chỉ người trong gia đình, dòng họ ví dụ là chị. Rồi chỉ cây cối ví dụ là tre. Thì những cái từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ chờ hoặc là chữ tr chỉ người trong gia đình, dòng họ ví dụ như ngoài chị thì có như là chú nè, cháu, rồi chắc hoặc là chồng, vân vân. Còn về chỉ cây có ví dụ như là tre, rồi tràm, cây tre, cây tràm, cây trúc, cây trăm bầu, vân vân. Thì các em có thể nêu là những cái từ ngữ bắt đầu bằng chữ chờ hoặc là chữ tr có nghĩa chỉ người trong gia đình, dòng họ ví dụ như là cháu, chắc, chú, chồng, vân vân. Rồi chỉ cây cối ví dụ như cây trúc, cây chanh, cây chuối hoặc là cây tràm, vân vân. Rồi tiếp theo câu B, tìm từ ngữ 2 đến 3 từ ngữ chứa tiếng bắt đầu có vần ông hoặc là vần ông có nghĩa chỉ đồ vật ví dụ như là cái vòng, còn chỉ con vật ví dụ như là con công. Như vậy ở đây từ ngữ chứa tiếng có vần ông hoặc là vần ông có nghĩa chỉ đồ vật ví dụ như là đồ vật nào có vần ông, ví dụ như là chong chóng, võng, có vần ông là cái lồng đó, lồng. Rồi chỉ con vật ví dụ như là con ong nè, con bồ nông, rồi con ngỗng, vân vân. Rồi tiếp theo bài tập số 4, ghép các tiếng sau thành cái từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen. Thì các em sẽ ghép với nhau, các thành tự ghép những cái từ có ở trên những chiếc lá này để mà thành những cái từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen, ví dụ như là thân thương nè, rồi thân quen, thân thiết, rồi thiết tha hoặc là tha thiết, rồi thân thuộc hoặc là quen thuộc. Thì các em có thể ghép các tiếng như sau. Những cái từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen là thân thương, thân thuộc, thân quen, quen thuộc, thiết tha.
Rồi tiếp theo là bài tập số 5, điền dấu câu phù hợp vào ô vuông, chép lại đoạn văn, viết hoa chữ đầu câu. Thì ở bài tập số 5 này các em sẽ điền dấu câu phù hợp vào những cái ô vuông ở đây, rồi các em sẽ chép lại cái đoạn văn. Rồi chữ nào cần viết hoa thì các em sẽ viết, tức là chữ ở đầu câu thì các em sẽ viết hoa thì các em sẽ viết lại. Như vậy các em cùng đọc đoạn văn: Cò và Diệt Xám rủ nhau về đây làm tổ. Chúng gọi nhau, trêu ghẹo nhau, ván cả một vùng sông nước theo thảo nguyên. Như vậy các em thấy ở đây cò và Diệt Xám rủ nhau về đây làm tổ. Thì nó nói ở đây là tên cám. Ở đây các em thấy câu này là chỉ về nói về tên của các loại con, các con như là con cò, con vạc, con diệt. Như vậy thì chúng ta sẽ điền dấu, dấu gì? Dấu, dấu phẩy vào đây để mà ngăn cách tên, tên các loài, tức là cái tên các con cò, con vạc, con diệt xám. Rồi như vậy ở đây cò, phẩy, vạc, phẩy, diệt xám rủ nhau về đây làm tổ. Thì đây là nói hết một câu chỉ về những cái con vật đã về đây làm tổ. Như vậy ở ô vuông này các em sẽ dùng là dấu chấm. Nó kết thúc một câu. Rồi tiếp theo, chúng gọi nhau, trêu ghẹo nhau, ván cả một vùng sông nước. Thì chúng gọi nhau, trêu ghẹo nhau thì đây là những cái hành động, hành động của những cái con vật ở trên. Đó là nó đã gọi nhau, trêu ghẹo nhau. Như vậy chúng ta sẽ điền dấu, dấu nào để mà ngăn cách các cái hành động của cái con vật này sẽ là dấu phẩy. Chúng gọi nhau, phẩy, trêu ghẹo nhau, đó nó ngăn cách hai cái hành động, đó là gọi nhau và trêu ghẹo nhau. Như vậy ô vuông này các em sẽ điền dấu phẩy. Và các em lưu ý ở đây, từ chúng ở đây ở phía trước đó là dấu chấm, thì chúng ta sẽ viết hoa ở đầu câu này, ở câu thứ hai này. Rồi tiếp theo cái ô vuông cuối cùng, ô vuông thứ 5, thì các em sẽ điền dấu chấm nó kết thúc câu. Như vậy các em sẽ viết lại: Cò và Diệt Xám rủ nhau về đây làm tổ. Chúng gọi nhau, trêu ghẹo nhau, ván cả một vùng sông nước. Rồi tiếp theo số 6, dùng từ ngữ khi nào, lúc nào, bao giờ, đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. A. Buổi sáng ông em thường ra sân tập thể dục. Như vậy các em sẽ dùng những cái từ màu xanh ở đây để mà đặt câu hỏi cho các từ in đậm. Ví dụ như ông em thường ra sân tập thể dục khi nào? Khi nào ông em thường ra sân tập thể dục? Như vậy các em sẽ dùng từ ngữ đặt câu hỏi là, ví dụ như ông em thường ra sân tập thể dục lúc nào, là lúc buổi, buổi sáng. Rồi lúc nào ông em thường ra sân tập thể dục, cũng là buổi sáng. Rồi tiếp theo câu B, mẹ gọi Nam dậy lúc 6 giờ. Thì mẹ gọi Nam dậy lúc nào mẹ gọi Nam dậy. Rồi tiếp theo, tuần sau lớp em thi văn nghệ. Mẫu sáng sớm, đường phố bắt đầu nhộn nhịp. Khi nào đường phố bắt đầu nhộn nhịp? Đường phố bắt đầu nhộn nhịp khi nào? Thì các em sẽ đặt câu là bao giờ lớp em thi văn nghệ? Rồi lớp em thi văn nghệ bao giờ? Rồi tiếp theo bài tập số 7, viết 4 đến 5 câu về một việc làm hàng ngày của thầy cô dựa vào gợi ý. A. Giới thiệu việc làm của thầy cô. B. Các bước thầy cô thực hiện công việc. Đầu tiên, tiếp theo, sau đó, cuối cùng. Như vậy thì ở bài tập số 1 này chúng ta sẽ viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu về một cái việc làm hàng ngày của thầy cô. Tức là các em sẽ giới thiệu về việc làm của thầy cô, đó là việc làm gì. Rồi các bước thầy cô thực hiện như thế nào. Đầu tiên là thầy cô làm gì, tiếp theo làm gì, sau đó làm gì và cuối cùng là làm gì. Thì ở đây cô ví dụ, hàng ngày cô chủ nhiệm đều tới lớp giảng dạy cho chúng em. Mỗi tiết học của cô đều rất hấp dẫn và lý thú. Đầu tiên cô kiểm tra bài cũ và chữa bài tập về nhà cho chúng em. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho chúng em bài học mới.
Sau đó cô sẽ giảng bài mới và ghi lại những cái nội dung quan trọng trên bảng. Cuối cùng, cô kết thúc bài học và giao bài tập về nhà cho học sinh. Thì đã, các em thấy ở đây ví dụ giới thiệu cái việc làm của cô là đến giảng dạy cho chúng em. Rồi đầu tiên thì cô làm gì, rồi tiếp theo, rồi sau đó và cuối cùng ở đây. Rồi tiếp theo bài tập số 8, viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài đọc về nơi thân quen gắn bó. Thì các em sẽ chọn một cái bài đọc có cái nội dung về nơi thân quen gắn bó thì các em sẽ đọc và các em sẽ chia sẻ với các bạn về cái tên bài đọc đó là bài đọc gì, nơi được nhắc đến là ở đâu, thông tin mới ở trong bài là gì và cái cảm xúc của em. Thì ở đây các em sẽ điền là tên bài, ví dụ như bài âm thanh thành phố, nơi được nhắc tới đó là căn gác nhỏ nên hãy có thể nghe được đủ mọi âm thanh sôi động, ồn ào của thành phố, cả tiếng đàn piano giúp anh cảm thấy thoải mái dễ chịu. Và cái cảm xúc ở đây là em cảm thấy nơi thành phố ồn ào cũng có một nơi thật bình yên cho nhân vật Hải, đó chính là tại căn gác của anh ấy. Rồi tiếp theo là bài tập số 9 là vẽ về nơi chốn, về nơi em thích trong ngôi nhà của mình và đặt tên cho bức vẽ. Thì các em sẽ chủ động hoàn thành bài tập này, các em có thể vẽ như là khu vườn nè, ban công nè, phòng ăn, phòng ngủ, rồi bất kỳ cái nơi hoặc là bất kỳ cái nơi nào mà các em cảm thấy yêu thích trong ngôi nhà của mình thì các em sẽ vẽ và các em sẽ đặt tên cho bức vẽ của mình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.